Thì chúng ta quay trở lại cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga có những biến cố gì mới trong ngày hôm nay? Và những cái sự kiện gì đặc biệt mà để cho Nguyên đáng để chia sẻ các bạn? Đầu tiên nhất là cái bản tin hot nhất mà Nguyên thấy cần quan trọng vấn đề Ukraine và Nga, đó là khu vực miền Nam Kherson. Tình hình ở tại Kherson nó là một cái tình hình báo động đỏ cho lực lượng của Nga, và Nga biết điều đó chứ không phải là Nga không biết. Tới mức độ mà ngày hôm qua ông Dmitry Peskov ổng không trả lời được trước báo chí của đất nước Nga, thì các quý vị biết là cái tình trạng nó như thế nào. Có nghĩa là bây giờ lực lượng của Ukraine họ đã qua sông và cứ mỗi ngày họ qua sông, và họ qua một cách rất là ok, ngon lành cành đào. Nhưng bởi vì cái tình hình ở miền Nam đã trở thành cái tâm điểm mà Ukraine có thể có cuộc phản công lớn trong những ngày kế tiếp, nên là ngày hôm nay Tổng thống Zelensky đã công bố như thế này. Ông ta đã nói rằng là chúng ta phải củng cố cái sườn miền Nam, đặc biệt là thành phố Kherson. Chúng ta phải tăng cường cái phòng thủ tối đa, vì gần đây nhất thì Nga tấn công thường xuyên vào Kherson rất là nhiều. Họ đã tấn công nhiều hơn so với những tỉnh thành khác. Và cái điều đó để bảo vệ tính mạng người dân thường và đặc biệt là hạ tầng của mùa đông, chúng ta phải củng cố phòng thủ. Đây là cách nói để tránh sự việc công bố cho Nga rằng là chúng tôi đang diện binh đến đó. Hiện bây giờ theo cái nguồn tin mà Nguyên biết được qua những cái cách làm việc của Nguyên ở tại Ukraine trong thời gian dài, thì là Ukraine đang điều động khí tài quân sự, đặc biệt là hệ thống phòng không, để yểm trợ cho cái cuộc phản công kế tiếp của Ukraine đi xuống miền Nam rất là nhiều. Ukraine đang kêu gọi sự giúp đỡ đến từ những cái quốc gia, đặc biệt là những quốc gia giống như là Na Uy, Phần Lan, Litva, Estonia. Hệ thống phòng không là cái bảo vệ cho những vũ khí quan trọng. Thí dụ các quý vị có những vũ khí phóng hỏa tiễn, mà nếu các quý vị không có hệ thống phòng không đi kèm, bị kẻ địch bắn trúng một cái là các quý vị mất ngay lập tức. Nên các quý vị phải kèm theo cái hệ thống phòng không để yểm trợ. Thì cái hệ thống phòng không này để yểm trợ nó quan trọng. Nên là bây giờ là Tổng thống Zelensky tuy rằng ông ta không nói là sẽ có cuộc tấn công tại Ukraine, và ông ta nói là củng cố cái sườn phòng thủ, điều động khí tài quân sự để phòng thủ, không phải là phòng thủ Kherson, mà để yểm trợ cho lực lượng qua sông. Và nếu trong ngày kế tiếp họ sẽ đến ổn thỏa, thì Nguyên tin chắc là sẽ có những sự việc khá hấp dẫn của chú và anh chị em ở khu vực miền Nam. Khu vực miền Nam bây giờ đó thì tình hình nó như cụ thể như thế nào? Nó đơn giản là Nga bắt đầu ở trong giai đoạn yếu thế, vì cái số lượng binh sĩ của Nga ở Kherson nó cũng không phải quá đông, mà Nga đang khó khăn về vấn đề tiếp tế và vận chuyển binh sĩ. Nga gặp khó và Nga còn ăn gian như thế này nè. Gần đây nhất các vị biết làm gì không? Nga gửi binh sĩ đến Ukraine không dùng máy bay phi cơ chiến đấu, mà Nga dùng máy bay quân sự nhân sự. Theo tình báo điều tra của Anh Quốc cho biết là Nga chơi cái chiêu trò, vì Nga sợ là máy bay chiến đấu sẽ bị bắn rơi, và Nga giảm bớt cái tổn thất nặng nề về máy bay chiến đấu, Nga bắt đầu dùng máy bay chở hành khách để chở binh sĩ đến Ukraine. Đến mức độ đó, vì sợ hệ thống phòng không, vì nó bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu thì tốn kém kinh phí, nó lớn vô cùng tận. Khi máy bay hành khách thì nó đỡ tốn kém hơn. Nga đổi lại cái chiến lược để giảm bớt cái tối đa cái thiệt hại máy bay chiến đấu của mình bằng dùng những cái bay hành khách mà ông Nga ông điếm lắm. Tại chúng dùng cho điếm là những cái máy bay này không phải là máy bay của Nga. Đây là máy bay của ông thuê ở nước ngoài, của ông tịch thu luôn tới giờ. Có bắn rơi nữa thì tụi bay bắn rơi máy bay của tụi bay chứ. Đây là cả mấy trăm chiếc máy bay của Nga đều thuê hết. Bây giờ là tịch thu của người ta, không trả người ta một đồng bạc. Bây giờ ông dùng những chiếc máy bay đó để vận chuyển binh sĩ đến những sân bay ở khu vực Ukraine của Nga quản lý. Rồi các ông đáp binh sĩ xuống để diện binh. Lỡ bị bắn rơi thì không phải là máy bay của ông đó, mà không tốn máy bay quân sự. Đây là một bản tin mà chúng ta thấy được là tình hình khá là khẩn cấp cho Nga ở khu vực miền Nam. Và chúng ta sẽ tin rằng trong những ngày kế tiếp sẽ có những cái binh biến ở khu vực miền Nam là Kherson các quý vị. Và đây là một cái dấu hiệu khá là tốt cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Nói về tốt, nói về vui thì chúng ta đi theo cái đà này nha. Đức mới vừa đưa ra cái gói viện trợ mới nữa.
Đức sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 10 chiếc xe Leopard. 10 chiếc xe Leopard, thêm mấy chục chiếc xe chiến lược quân sự. Đó là trong đó nó có gồm là xe ủi đất, xe chiến lược, xe gỡ mìn, thêm mấy chục nữa. Tổng cộng là Đức sẽ gửi cho Ukraine tổng cộng là 30 mấy chiếc xe, và trong đó có 10 chiếc xe tăng. Và Đức sẽ gửi khẩn cấp. Tại sao? Trung Nguyên nói là xe tăng là để yểm trợ cho tấn công. Xe tăng không phải là vũ khí phòng thủ. Xe tăng phòng thủ nó vô tác dụng. Xe tăng là để yểm trợ bộ binh đi lên. Và tại sao phải gửi? Là vì Ukraine cần số lượng rất là đông để chiếm đóng Kherson, để giải phóng miền Nam. Ukraine phải cần lực lượng khí tài quân sự gấp 3 lần Nga để giảm bớt đi cái thương vong tối đa cho binh sĩ. Vì anh phải có vũ khí áp đảo, anh phải có vũ khí đánh ngập đầu kẻ địch và kẻ địch không phải phản công lại, anh mới giảm bớt đi thương vong, cũng giống như Do Thái vậy. Chứ anh mà 50-50 là anh tổn thất nặng nề, người ta núp mà. Người ta có cái đầu đỡ, anh không có đầu đỡ, anh đi lên tất nhiên anh phải chịu ăn đạn rồi. Nên là đây là những cái sự yểm trợ mà phía bên Đức mới vừa công bố cho Ukraine biết là họ Ukraine sẽ nhận được cái gói trợ cấp khẩn cấp tổng cộng là 30 mấy chiếc xe. Trong đó 10 chiếc xe tăng và những loại chiếc xe thiết bị khác, xe bọc thép, xe ủi mìn, xe này xe kia. Vân vân và vân vân. Đây là để chúng ta thấy được là sự việc nó đang có những cái dấu hiệu khá là tốt cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Một bản tin nó khá là buồn cho Ukraine, đó là cái lời cam kết của Liên minh châu Âu đã không thực thi được. Ông Joseph Borrell, ông ta có nói là chúng ta có cái ý định là cung cấp cho Ukraine 1 triệu viên đạn. 1 triệu viên đạn, cái loại mà 155mm đó cô chú anh chị em, cái loại mà cho pháo đài M777 của Mỹ và loại pháo đài của Pháp đó. Thì chiến tranh bây giờ nó đơn giản là xe tăng, bộ binh, pháo đài. Ở trên là máy bay không người lái hay là máy bay thường. Đó là cái chiến lược, nó đơn giản là vậy. Đầu tiên là lớp xe tăng, xe bọc thép, xe ủi mìn trước, sau đó là xe bọc thép, xe tăng. Chính giữa là bộ binh, binh sĩ, bộ binh, xe vận chuyển. Đằng sau lưng nó là pháo. Nó cứ nó đi cái đà như vậy. Thì đằng pháo nó phải có đạn. Anh không có đạn sao bắn? Định ra là cái kế hoạch là 1 triệu viên đạn cho Ukraine một năm về vấn đề viện trợ. Nhưng mà thực tế nó là cái công sức làm 24/24. 27 quốc gia sản xuất không cung cấp kịp. Số lượng cung cấp phải chia đều cho những quốc gia liên minh châu Âu. Một phần để dành cho Ukraine, nhưng mà không đủ cung cấp 1 triệu viên đạn cho Ukraine. Có nghĩa là cái kế hoạch mà phía bên Liên minh châu Âu chưa đạt được. Họ mới có thể cung cấp khoảng 60-70% cho Ukraine. Có là chưa đạt được 1 triệu viên đạn. Đó là cái điều mà họ đưa ra, họ cái báo cáo cụ thể của ngày hôm nay trình bày về cái vấn đề cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine. Chúng ta cũng thấy rõ được là cái nỗ lực bây giờ kinh doanh vũ khí nó giàu to. Các vị cũng biết là những cái hãng xưởng đó nó đóng cách đây 50 năm. Những cái hãng xưởng mà chế tạo vũ khí nó đóng cách đây 50 năm rồi. 40 năm, 30 năm. Nhưng bây giờ là cái hãng nào nó cũng mở trở lại hết. Và nó hoạt động 24/24. Biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới mà cũng không cung cấp đủ bán đạn dược cho cả toàn cầu. Vì nước nào cũng mua. Bây giờ ai cũng chạy mua vũ khí hết. Ai cũng chạy mua vũ trang hết. Vì ai biết được để tam thứ chiến nó đến thì sao? Chiến tranh nó lớn mạnh thì sao? Nên ai nước nào cũng phải chạy bỏ tiền ra để đầu tư trong vũ khí cả. Và trong cái ngành mà kêu là công nghệ chế tạo vũ khí đang kiếm được rất là nhiều tiền. Rất là nhiều tiền. Đó là bản tin liên quan đến cái nguồn cung cấp của Liên minh châu Âu có ý định nhưng họ không thực thi được. Và bây giờ, ngày hôm nay, chiều ngày mai thì chúng ta sẽ biết được cái dáng trừng phạt của Liên minh châu Âu nhắm vào Nga như thế nào. 27 quốc gia sẽ có một cái buổi họp ở tại đất nước Mỹ là Brussels. Họ sẽ đưa ra cái lệnh trừng phạt mới về vấn đề kinh tế nhắm vào đất nước Nga. Các quý vị, họ sẽ nhắm vào đất nước Nga tiếp tục. Cách đây không lâu thì Mỹ đã đưa ra cái gói trừng phạt. Và bây giờ tới Liên minh châu Âu cái gói trừng phạt. Hay là nghe qua truyền thông của những cái quốc gia đó thì họ nói ui, lệnh trừng phạt của phương Tây chẳng có ảnh hưởng gì cho Nga hết. Nga vẫn đứng vững mà. Đúng. Nguyên phải thừa nhận cái điều đó là cái nền kinh tế của Nga chưa sụp đổ.
Nga vẫn đứng vững. Nhưng không có nghĩa là Nga không thiệt hại, các quý vị phải điều đó. Nga, kinh tế Nga vẫn chưa sụp đổ, nhưng không có nghĩa là Nga không thiệt hại. Kinh tế của Nga là hiện bây giờ là không phải là kinh tế phát triển. Kinh tế phát triển là gì? Là mỗi năm người dân chúng ta tiến bộ hơn, chúng ta có dư tiền. Kinh tế nó phát triển là như vậy. Bây giờ kinh tế của Nga là kinh tế gì? Là kinh tế ngáp ngáp, sinh tồn. Từ một cái quốc gia kinh tế phát triển khá lẹ, trong gần 2 năm nền kinh tế của Nga nó đã rớt xuống vào cái kinh tế kêu là kinh tế sinh tồn. Người dân Nga có bây giờ là phải gán cố gắng sinh tồn. Nó khác biệt một trời một vực. Tất nhiên nó chưa sụp đổ, nó không phá sản. Không thấy người dân Nga xếp hàng đi mua bánh mì, nó không. Nhưng kinh tế của Nga là kinh tế sinh tồn. Vì Nga, chân Nga không còn tiền nữa, nhưng Nga cũng không dám xài tiền. Mà nền kinh tế của Nga đều phải lệ thuộc vào Trung Quốc hết. Nga đã không còn có chủ quyền kinh tế nữa. Nga phải năn nỉ từng quốc gia một. Vì Nga không có nền cung cấp. Thế giới ngày hôm nay nó chết là như vậy. Và những sản phẩm của Nga không còn bán được cho ai hết. Thực tế luôn. Ngoài dầu hỏa và khí ga, Nga còn bán được cái gì? Vũ khí còn bây giờ cũng không bán được. Cái gì cũng không bán được hết. Nên là nền kinh tế của Nga là nền kinh tế ngáp ngáp. Và cái ngáp ngáp này nó có kéo dài được bao lâu? Chưa chắc. Đặc biệt là những lệnh trừng phạt của châu Âu, châu Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới. Nó áp đảo. Cứ vài tháng là nó đến thêm một cái lực mới. Vài tháng là nó đến thêm một lực mới. Nó đánh không ngừng. Nó đánh phủ đầu cái nền kinh tế của Nga không ngừng. Và cái ngáp ngáp của Nga này nó càng ngày nó hết hơi rồi nó đi luôn. Trung Nguyên nhắc lại trong lịch sử, ai ngày xưa đoán được Liên Xô sụp đổ? Liên Xô sụp đổ không phải thua về quân sự. Nó thực tế ngày xưa Liên Xô mạnh lắm. Liên Xô sụp đổ không phải thua với Mỹ về quân sự hay là châu Âu về quân sự. Liên Xô sụp đổ vì thua về kinh tế. Thua về kinh tế. Chứ không phải là thua về quân sự. À, mà giờ các vị cứ suy nghĩ đi. Trên thế giới này tiền ở đâu ra? Thì nằm ở trong nhà băng thế giới. Mà gian là băng thế giới. Cổ phần ai là nhiều? Thì mấy châu Âu, châu Mỹ nó chiếm gần hết rồi. Và tiền của chúng ta nó đi về đâu? Nó cũng chạy về nhà băng. Tiền chúng ta là chỉ tiền chúng ta khi tiền mà chúng ta cầm tiền giấy thì nó là tiền. Nhưng mà nó vô nhà băng nó chỉ là con số thôi. Nó chỉ là một con số thôi các quý vị. Nó chỉ là con số thôi. Đánh kinh tế dưới châu Âu và châu Mỹ thì Nga sẽ thua. Cuộc chiến tranh càng kéo dài thì kinh tế nó sẽ càng hao mòn. Điển hình, trong nguyên cụ thể, kinh tế của Nga, tiền bạc của Nga bây giờ thắng hay bại không biết. Nhưng thấy sơ sơ là 300 tỷ của Nga bị đóng băng ở nước ngoài là Nga mãi mãi không bao giờ lấy lại được. Sơ sơ đóng băng ở nước ngoài 300 tỷ là mất trắng tay. Trong thời gian vừa qua, cái kho dự trữ của Nga có 300 tỷ bằng tiền vàng. Bán sạch sành xanh hết rồi. Có nghĩa là thắng hay bại không biết. Nhưng bây giờ Nga ít nhất là Nga không còn tiền. Nga không còn tiền dự trữ thì chúng ta đã thấy rõ. Và những năm kế tiếp thì Nga sẽ gặp những cái sự hao hụt và Nga phải mượn tiền khắp nơi để bù đắp. Nói về tiền, một bản tin rất là vui. Đó là cái sự quyết định của Phần Lan. Chính phủ của Phần Lan đã đề nghị trên cả toàn cầu cho cả thế giới là chúng tôi đại diện cho Phần Lan, chúng tôi ủng hộ tịch thu tài sản của Nga để yểm trợ cho Ukraine. Đây là chính phủ của Phần Lan đã nói ngày hôm qua rồi. Họ đã nói là tôi đại diện cho đất nước Phần Lan của chúng tôi. Chúng tôi thấy cái ý kiến tịch thu tài sản của những cái số tiền đóng băng khắp nơi trên thế giới yểm trợ cho Ukraine tôi thấy hợp lý, xây dựng lại Ukraine tôi thấy công bằng. Với những cái sự sai phạm chiến tranh mà Nga đã tàn phá đất nước Ukraine và chúng tôi thấy cái điều đó cần thiết. Và chúng ta hãy nên cái điều đó. Đó là Phần Lan. Thì ngày hôm nay, chính quyền của Zelensky đã kêu gọi thêm một lần nữa. Nếu các quý vị khó khăn về vấn đề yểm trợ, thì hãy dùng 300 tỷ Mỹ Kim đang đóng băng khắp nơi trên thế giới. Dùng số tiền đó gửi để yểm trợ, xây dựng chúng tôi, củng cố cái phòng thủ của chúng tôi. Thì dù sao chúng ta thấy cái người khởi đầu chiến tranh là ai? Là Nga. Cái người mà thả bom vào dân làng, thành phố là ai? Là Nga. Bây giờ cái số tiền của Nga. Hiện bây giờ chúng ta là 3 giờ chiều, giờ của đất nước Đan Mạch. 4 giờ, giờ của đất nước Ukraine.
9 giờ tối giờ của Việt Nam. Và trước khi chúng ta đi vào những bản tin thời sự nóng bỏng, sôi động, hấp dẫn của ngày hôm nay thì cho Nguyên hỏi một câu về vấn đề kỹ thuật. Nếu các cô chú anh chị em nào nghe được âm thanh tốt, hình ảnh được rõ, gửi cho Nguyên một tín hiệu. Và bữa nay Nguyên nói thật tế là chúng ta có rất là nhiều những bản tin hấp dẫn của Ukan mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Bữa nay chúng ta nhận được những cái bản tin nó thực tế rồi, nó rất là tinh tế mà cho chúng ta biết là thế giới ngày hôm nay nó có những sự biến động sắp sửa lớn trong những ngày kế tiếp. Ok, các quý vị đã nghe chữ ok và số 1. Và đầu tiên nhất thì chúng ta không có thể nói là bỏ quá mất nhiều thời gian để chuẩn bị những bản tin hot nhất mà Nguyên đánh giá như là bản tin nó vô cùng có giá trị. Vì các quý vị cũng biết là thông tin trên thế giới thì nó nhiều vô kể, nước này nước kia, mấy trăm nước mà. Thì cái số lượng thông tin của mỗi quốc gia thì các quý vị cũng biết rồi. Và Nguyên thường Nguyên lựa những bản tin nó có giá trị vì Nguyên đánh giá là những bản tin này nó có thể đem đến chúng ta biết được cái tương lai của chúng ta như thế nào. Cái thế giới ngày hôm nay nó căng thẳng như thế nào. Đặc biệt là khi lúc đó cả thế giới người ta nhắm vào cái cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas. Thì trong giai đoạn này, Liên minh NATO lại có những hành động lạ kỳ. Lạ kỳ. Tại sao NATO phải có hành động lạ kỳ này? Thì cho Nguyên cập nhật cho các quý vị. Ngày hôm nay, Liên minh NATO qua lời phát biểu của ông tổng thư ký của Liên minh NATO, đó là ông John Stoltenberg. Tổng thư ký mà nói chung chung là người lãnh đạo tối cao của Liên minh NATO. 31 quốc gia bây giờ. Thì được công bố chúng ta biết là Liên minh NATO có thêm 6 chiếc máy bay trinh thám. 6 chiếc máy bay trinh thám Boeing E-7. À, 6 chiếc máy bay trinh thám. Chắc là các quý vị sẽ không, nếu các chú anh chị em nào mà không có nghiên cứu về quân sự đó, thì các quý vị sẽ không hiểu được cái chiếc máy bay này nó giá trị như thế nào. Điển hình, đất nước Nga là một cái chiếc là quốc gia khí tài quân sự hạng nhất hạng nhì của thế giới. Nga chỉ có 2 chiếc. Một chiếc đã bị hư hao trong cái cuộc tấn công vừa qua. Và Nga còn một chiếc duy nhất. Một chiếc duy nhất. Thì các quý vị đánh giá đi. Nga chỉ có một chiếc duy nhất. Thôi bây giờ. Nga còn một chiếc duy nhất. Đây là loại máy bay nó có thể có một cái hệ thống Hada. Nó có thể biết hết tất cả những hoạt động của Nga ở trong lãnh thổ Nga. Dù nó đang ở gần biên giới Nga mà thôi. Và trong thời gian vừa qua đã có 4 chiếc đã điều động ở tại nhiều nơi. Thí dụ là tại Rumani, tại Ba Lan, tại Đức. Và không biết lý do mà nguyên nhân nào thì Mỹ đã gửi thêm 6 chiếc để yểm trợ cho NATO ở tại châu Âu. 6 chiếc. Tổng cộng là 10 chiếc. Bây giờ Nguyên nói nha. Bên Nga mà nó nhúc nhích một ngón tay thì liên minh NATO cũng biết. Bây giờ Nga mà từ ở đâu đó không biết, ở trong lãnh thổ của Nga một chiếc máy bay mà càng bay cất cánh lên thôi là nó biết liền. Nga bắt đầu sắp sửa bắn vũ khí hạt nhân, họ cũng biết luôn. Vì họ điều động tới 10 chiếc trinh thám để làm sao hoặc có thể nói là kiểm soát những cái hành động của Nga ở khu vực. Và các quý vị biết là cái chắc giá trị chiếc máy bay này nó đáng giá là bao nhiêu? Thì theo cái nguồn tin của Anh Quốc cho biết là năm ngoái họ có mua một chiếc. Cái giá là 2 tỷ 2 đô la một chiếc máy bay. Họ mua của Hoa Kỳ. 2 tỷ 2 đô la một chiếc máy bay. Thì các quý vị biết cái giá trị nó như thế nào. Và đặc biệt là Mỹ không có bán những loại máy bay này cho những cái quốc gia mà họ không có tin tưởng. Họ bán cho những quốc gia mà họ ta nói là một cái đồng minh của họ. Vì đây là những công nghệ hàng đầu của thế giới. Cũng giống như Nguyên nói, hàng không mẫu hạm không phải là nước nào cũng có. Hiện bây giờ cả Trung Quốc chỉ có 3 hàng không mẫu hạm. Pháp hiện bây giờ chỉ có 2 hàng không mẫu hạm hoạt động. Và Nga hiện bây giờ có 1 hàng không mẫu hạm. Thì các quý vị cũng biết rằng là có những cái công nghệ mà Mỹ nó vẫn dẫn đi hàng đầu. Khi lúc đó Mỹ có tới 11 chiếc hàng không mẫu hạm. Và loại máy bay trinh thám này cũng vậy. Không phải là nước nào cũng có máy bay trinh thám. Là loại máy bay nó có thể yểm trợ cho tất cả. Và nó có thể phán đoán chính xác khi nào Nga bắn quả tiễn. Máy bay nào có máy bay lên. Loại máy bay gì, quả tiễn gì nó đều có thể báo cáo một cách rõ nét hết. Thứ nhất là chúng ta đặt câu hỏi, khi lúc đó chúng ta biết cuộc chiến tranh nó đã kéo dài giữa Ukraine và Nga và nó cũng không quá sôi động trong thời gian gần đây. Vậy tại sao Mỹ phải điều động, yểm trợ cho phía bên NATO tới 6 chiếc?
Cái điều đó là mình thắc mắc các cơ vị. Cái điều đó làm cho mình nghi vấn. Ủa tại sao kỳ vậy? Khi lúc đó cái sườn giữa Ukraine và Nga trong thời gian mấy tháng gần đây thì nó cũng không quá sôi động. Vì tại sao phải tăng cường nhiều như vậy? Chưa xong. Ngoài ra trong nguyên đó, Mỹ điều động thêm 2 hàng không mẫu hạm sắp sửa đến Trung Đông. Đã có 2 chiếc rồi. Mỹ còn gửi sắp sửa 2 chiếc nữa để bổ sung. Nguyên gọi đầu nữa. Chuyện gì đã sắp xảy ra vậy ta? Một là ông ta củng cố cái sườn bảo vệ để thăm dò và đang điều tra Nga hành động gì. Mỗi hành động của Nga bây giờ nó phải nằm ở trong cái sự kiểm duyệt và quản lý của NATO. Qua những cái quốc gia láng giềng liên minh NATO cặp biên giới Nga. Một mặt khác thì Mỹ đã điều động khí tài quân sự tại Trung Đông. Chúng ta biết là 2 hàng không mẫu hạm. Bây giờ Mỹ ý định gửi thêm 2 chiếc nữa. Thì Nguyên hỏi chuyện gì đã xảy ra? Chưa xong nữa, Phần Lan đã quyết định đóng biên giới với Nga ngày hôm nay. Anh nói, các vị cũng biết là biên giới giữa Phần Lan và Nga trong thời gian vừa qua, nó vẫn còn có những cái con đường lưu thông. Tuy rằng nó quản lý một cách chặt chẽ, Phần Lan có xây biên giới, có đào hầm, Phần Lan có làm hàng rào cao mấy mét, vân vân và vân vân. Cái điều đó Phần Lan đều có làm. Nhưng mà biên giới giao thông giữa hai quốc gia vẫn có cái con đường đi qua đi lại. Đường xe chạy vẫn chạy qua bình thường, người đi du lịch vẫn đi được bình thường, chứ không phải là hoàn toàn bị bế tắc. Nhưng bây giờ bỗng nhiên một ngày đẹp trời thì Phần Lan họ đã ý định báo cáo là họ muốn đóng hoàn toàn biên giới với Nga hết. Bây giờ là không giao thương, không ban giao, không liên lạc, không gì hết. Biên giới không có ai qua hết. Thì Nguyên lại gãi đầu là chuyện gì nữa đây? Mình thấy cuộc chiến tranh Ukraine và Nga nó cũng khá là lắng động đúng không? Thời gian gần đây mình đâu có thấy có cái gì, đâu có liên quan cái cám gì lớn đâu. Vì phải chăng những nhà lãnh tụ tối cao ở trên đó, Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga, Tổng thống Pháp, Tổng thống Đức, mấy họ đã biết nhận được cái vấn đề gì đó nghiêm trọng mà họ phải cần bảo vệ chặt chẽ như vậy? Cái điều đó là cái điều thắc mắc của Nguyên. Tất nhiên là cái thắc mắc của Nguyên đó là cái quan điểm và cái nhìn của mình. Mình tánh của Nguyên khá là tò mò. Các vị cũng biết cái gì mà không hiểu là Nguyên khó chịu lắm. Nguyên không hiểu là Nguyên đi học. Cái gì không biết mà mình muốn là Nguyên phải điều tra cho bằng được. Nguyên phải dạch lá tìm sâu, Nguyên phải coi cho nó kỹ hết. Bạn gái cũng vậy, là Nguyên phải kiểm, Nguyên check từ trong ra ngoài, từ ngoài ra trong. Vì có người nó tò mò là như vậy. Có nhiều người không có tò mò thì người ta lướt qua một bản tin. Hay là người ta không hiểu, người ta đọc cho biết. Rồi thôi. Còn Nguyên mà cái gì mà không biết mà đã thích thú rồi thì phải nghiên cứu nó một cách vô cùng tỉ mỉ. Để cho mình hiểu rõ câu chuyện. Thì thực tế là Nguyên đang khó phân vân là tại sao vậy? Tại sao trong một cái bối cảnh đúng ra cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga nó không có sôi động lắm trong thời gian gần đây? Thì không có cái lý do nào mà Mỹ phải điều động bỏ đầu tư nhiều như vậy. Khi lúc đó Phần Lan đúng ra là phải giữ cái liên lạc im đềm với Nga, nhưng Phần Lan lại muốn cắt đứt. Sau khi chính phủ của Phần Lan đã công bố sẽ đóng biên giới với Nga, thì Điện Kremlin ngay lập tức có một cái lời nói khá là đáng dễ thương nha. Chúng tôi rất là đáng tiếc, dùng cái chữ chính xác là chúng tôi rất là đáng tiếc khi sự quyết định của Phần Lan đóng biên giới với chúng tôi, khi lúc đó hai quốc gia chúng ta cũng chẳng có bất cứ một xích mích nào cả. Và chúng tôi vẫn hài hòa với Phần Lan, chúng tôi cũng không có làm cái gì Phần Lan cả. Và chúng tôi vô cùng đáng tiếc khi Phần Lan đã quyết định đóng biên giới. Một câu nói khá là lịch sự và lịch thiệp. Cho Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chương trình. Thì chắc các vị thấy lạ không? Khi lúc đó là chúng ta thấy được trong cái bối cảnh đúng ra là Phần Lan 1.000. Cho Nguyên nhắc lại là cái biên giới Phần Lan và Nga đó là 1.340 cây số. Phần Lan lý do mà sáp nhập vào Liên minh NATO vì họ sợ. Và họ đã trở thành thành viên của NATO đất nước 31. Và thời gian sau đó thì họ bắt đầu có những cái hành động lo lắng ở biên giới. Nhưng bây giờ đúng ra là họ phải giữ một cái hài hòa. Nhưng bây giờ họ lo các cái vậy, đóng luôn. Nhưng chưa. Còn nữa cơ, bữa nay tin hot vô cùng lắm. Thì cái chuyện lạ kỳ nhất của ngày hôm nay nữa, khi cái tình hình thế giới nó đang căng thẳng và chuyện lạ kỳ nó xảy ra, thì hai cái tổ chức hàng đầu của thế giới đã bắt đầu liên minh. Nó chuyện lạ kỳ chưa bao giờ có trong lịch sử. Nó lạ lắm các quý vị.
Ngày hôm nay là một cái tổ chức hàng đầu của thế giới quân sự, chúng ta đều biết là Liên minh NATO, 31 quốc gia. Trong đó là thành viên của Bắc Mỹ và châu Âu. Và bây giờ hai cái tổ chức thứ hai mà người ta đánh giá là cái tổ chức lớn mạnh nhất, đó là tổ chức châu Âu, Liên minh châu Âu, 27 quốc gia. Thì hai tổ chức này ngày hôm nay đã họp. Bà Ursula von der Leyen với ông John Stoltenberg đã có một buổi họp. Và cái mục đích của họ họp là để liên minh hai tổ chức này. Ủa sao kỳ vậy ta? Nguyên phải gãi đầu cho Nguyên nhắc lại là Liên minh châu Âu không phải là một liên minh quân sự. Cái sự thành lập của Liên minh châu Âu là một cái liên minh kinh tế để yểm trợ kinh tế phát triển chung. Mục đích là gì? Là để hạn chế cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc hay là Hoa Kỳ. Và tại châu Âu có thể liên minh để giúp đỡ, hỗ trợ những cái quốc gia yếu kém và nâng cái nền kinh tế tập thể chung. Và để cho giống như Nguyên là người quốc tịch Pháp mà Nguyên qua đến mặt Nguyên ở một cách bình thường, là để cho tất cả những công dân có thể công ăn việc làm và trao đổi lẫn nhau một cách dễ dàng mà không có phần phiền phức về vấn đề hành chính. Đúng ra họ không có liên quan gì với liên minh quân sự hết. Một cái liên minh châu Âu nó không có liên quan gì với quân sự.